Cảm ơn toàn thể quý vị đã đến với chương trình Hidden Singer, chương trình ca sĩ gió mặt. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 với sự tài trợ của nhãn hàng điện thoại thông minh Oppo Smartphone. Ngày hôm nay sẽ có một sự đặc biệt dành cho tất cả chúng ta. Và sau đây xin giới thiệu hai nhân vật không thể thiếu xuyên suốt chương trình. Đó chính là hai giám khảo chính của chúng tôi. Nghệ sĩ Chí Tài. Và xin giới thiệu nghệ sĩ Hoài Linh. Và kính thưa quý vị, đồng hành cùng tất cả chúng ta sẽ còn có thêm những vị khách mời nữa. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, cô Mỹ Phạm, phóng viên Minh Đức, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Lộc, ca sĩ Vũ Nguyễn Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, chương trình của chúng ta sẽ có tất cả là 4 vòng thi đấu. Và ở vòng thi đấu thứ tư, thí sinh chiến thắng sẽ là người bước vào bán kết, có cơ hội bước vào chung kết. Và nếu là quán quân sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 300 triệu đồng. Và ngày hôm nay, ca sĩ nào sẽ là ca sĩ chính góp mặt trong chương trình, chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Ước mơ trở thành ca sĩ từ bé với giọng hát mộc mạc và giản dị, Thi Nhung không chỉ chinh phục được khán giả trong nước mà còn cả khán giả hải ngoại. Vào những năm cuối thập niên 90, Thi Nhung được người trong giới và khán giả đặt cho biệt danh Nữ Hoàng Băng Đĩa. Nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật, luôn làm mới mình để phục vụ khán giả. Vì thế, Phi Nhung đã tạo dựng được dấu ấn lớn với dòng nhạc quê hương trữ tình. Và hôm nay, Phi Nhung đã đến với ca sĩ giấu mặt 2015. Gọi mời ngắm mây trời bay. Hè qua tu mang ở đông sang, nắng xuân dịu dàng tràn lan, chốn thôn trang đời ngài trung quang, mà tình chàng xa bờ biển tâm để tìm yêu lạnh lùng quanh. Anh người ở đất miền Tây, ai xui anh đến chốn này gặp em. Cây người nói chuyện lứa đôi, giao tôi cạn chén mặn nồng bên nhau. Nhưng vừa nên nghĩa trầu ca, đang tâm anh bẻ chữ đồng ra đi. Ân tình gái gánh từ đây, đành thôi duyên số trăm năm lỡ lại.
xinh xắn dai bên chồng làng, phấn hồng điểm tô mặt duyên, tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm mây trời bay. Hè qua thu mang ở đông sang, nắng xuân dịu dàng tràn lan, chốn thôn trang đời ngài trung quang, mà thính chàng xa mờ biển tâm, để tim yêu lạnh lùng quạnh. Nhưng vừa nên nghĩa trầu cao, đang tâm anh bẻ chữ đồng ra đi. Ân tình gái gánh từ đây, đành thôi duyên số trăm năm lỡ đàn. Hè qua sang, nắng xuân dịu dàng tràn lan, chốn thôn trang đời ngài trung quang, mà tình chàng xa mờ biệt tâm, để tìm yêu lạnh lùng quạnh. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nữa cho ca sĩ Phi Nhung. Cảm ơn Vũ Đoàn rất là nhiều. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Việt Hải xinh đẹp quá. Và kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy, ca sĩ Phi Nhung vẫn như ngày nào trẻ trung và xinh đẹp. Hôm nay mặc bộ áo dài quá đẹp. Cảm ơn. Thiệt, không nói thiệt, đẹp thiệt. Và để nói về nét đẹp của một người con gái thì chúng ta phải hỏi danh hài Chí Tài. Anh Chí Tài là người rất là đi diễn, biểu diễn rất là nhiều cho chị Nhung, và cũng là người nhạc sĩ và đệm đàn cho chị Nhung hát rất nhiều. Anh Tài nói gì về chị Phi Nhung ngày hôm nay? Nói về Phi Nhung á, thì nhiều chuyện phải nói lắm. Từ cái lúc anh gặp Phi Nhung, lúc đó là Phi Nhung còn nhỏ, lúc đó là chưa đi hát, bắt đầu là gặp trong một cái trung tâm đồ Remy gì đó. Thì nhìn Phi Nhung lúc đó là rất là ngây thơ, hiền lành. Bây giờ vẫn vậy mà. Bây giờ vẫn hiền lành, nhưng cái sắc đẹp đó nó có phần mặn mà hơn. Mà wow, anh thì thích mặn mà lắm. Anh Tài thích mặn mà là đúng, bị ảnh tiểu đường mà. Về cái giọng hát thì anh phải công nhận là Phi Nhung có một cái giọng hát đặc biệt. Nói chung là của chính Phi Nhung, chứ không có giống nữ ca sĩ nào hết. Thành ra là khi Phi Nhung cất giọng hát lên, thật sự là giọng hát Phi Nhung rất là nghe rất là hiền lành, chân thật. Đó, thành ra là khi anh làm những cái bài bè cho Phi Nhung thì anh dễ nó nhập hơn. Tại vì tánh anh thì cũng hiền lành giống Phi Nhung. Dạ. Thành ra là khi Phi Nhung cần cái gì là anh lúc nào cũng sẵn sàng đứng kế bên. Thậm chí anh có thể đàn cho Phi Nhung hát, mà không cần hát anh cũng sẵn sàng. Tại vì tình cảm anh đối với Phi Nhung là coi như một người em gái. Dạ, nhưng mà live show mời thì có lấy tiền lương không? Sao nó khó trả lời. Thật ra là tình cảm thì mình cũng nên có. Tình cảm là 9, tiền bạc là 10. Không có ai hiểu Chí Tài và Hoài Linh thờ thôi. Cảm ơn em đã trả lời thay cho anh. Kính thưa quý vị rằng là nghệ sĩ Kim Tử Long nãy giờ ngồi cười mỉm chi. Cười mỉm chi mà chúng tôi không hiểu, và trong cái mỉm chi là có ý gì mà hôm nay lại mặc áo tình nhân với Phi Nhung. Đúng rồi, mới mà để ý. Tụi em thì chỉ được coi chị Nhung và
anh là hóa thân có nhân vật tuồng cổ cải lương trên trên bản địa thôi chứ chưa coi ở ngoài bao giờ, cũng chưa nghe bao giờ. Giá như bây giờ hát một câu thì nó hay. Dạ. Xin mời anh lên đi. Lên luôn, lên luôn. Đẩy này đây, đẩy này đây cho tôi. Kính thưa quý vị, đây là bậc thầy về cải lương. Đây là bậc thầy về cái lương, tuồng nào cũng thuộc hết. Em hát cái tại vì em mới tập cái rồi. Cái đoạn để em đi hát ở ngoài là Tình Đời Nghệ Sĩ. Rồi. Tại vì đó là em nghe cô Phượng Liên hát. Nhớ gì hát nha. Nhớ hát gì, nhớ gì hát đó. Trong hàng vạn khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấn tuồng trên sân khấu. Có mấy ai cảm thông được nỗi lòng người nghệ sĩ khi cánh màn nhung khép lại đã lâu rồi. Những hàng ghế trống trơn, sàn diễn lặng như tờ. Trong những phút giây hết mình đem niềm vui cho khán giả, giờ chỉ còn nỗi trống vắng cô đơn. Rồi đây có ai còn nhớ đến tôi không? Nhớ người nghệ sĩ nửa khoảng đời xuân sắc. Ai đã khóc với tôi qua những giai sầu muộn, đến ngày mai đã gọi cô nhân rồi. Nhung ơi xem ca mạn nghe não ruột, giọng em ngọt ngào như lệ thủy ngày xưa. Khán giả ở đây hãy cổ vũ cho Phi Nhung một tràng pháo tay thật lớn, cho người nghệ sĩ mà tôi mến tôi yêu. Hay quá, hay quá, hay quá. Cảm ơn nhiều. Kính thưa quý vị, là đã nói là bậc thầy cái lương mà không cần một cái câu nào mà chú nhật tuồng, người ta gọi là có tuồng có câu, anh chỉ cần anh một câu anh nói về Phi Nhung riêng biệt luôn. Hay quá anh ơi. Tại vì anh hay nói bậy lắm. Đâu có, em thấy hay mà. Bây giờ anh có thể là tặng em thêm một câu nữa. Anh nói về anh Tài không? Anh Tài hôm nay rất là mập, đang lên ký. Chị Tài ơi, tại sao hôm nay anh lại đẹp như vậy? Vừa mập vừa khỏe mà lại vừa đố con, làm cho em đây cảm kích và luôn yêu mến anh Tài. Hay quá. Hay quá Long ơi, hay quá. Thôi trả sân khấu lại cho Phi Nhung đó. Anh Long làm em à. Phải thêm vô chứ. Mặt sẽ mở cao mà cứ ăn hoài. Và kính thưa quý vị, ở vòng thi đấu đầu tiên chúng ta sẽ có tất cả là 5 thí sinh và ca sĩ chính, đó là ca sĩ Phi Nhung sẽ đứng trong 6 ô cửa. Và chúng tôi sẽ giấu không ai biết vị trí của từng người. Khi âm nhạc cất lên, đèn ở từng ô cửa sẽ bật sáng. Nhiệm vụ của tất cả quý vị giám khảo ở đây là lắng nghe, sau đó nhớ ô số và bầu chọn cho thí sinh trong ô cửa nào có giọng hát không giống Phi Nhung nhất. Khoan khoan xí, Nhung chưa thấy thí sinh, chưa thấy mặt. Không, chúng tôi giấu mà ca sĩ giấu mặt làm sao thấy mặt được. Nhạc phẩm được chọn cho vòng thi đấu đầu tiên đó chính là nhạc phẩm Hoàng Hôn Màu Tím. Chiều chiều chim diệt kêu, chiều bâng khuâng nhớ bạn, chớ bâng khuâng nhớ bạn mà chính. Đây là một trong những bài hát
ở trong giai đoạn đầu chị mới bước vào nghề đúng không? Mà đúng rồi. Mà sao mặc cái bộ đồ đỏ lòm thấy ghê vậy? Đó là anh Linh, đó mới anh Linh mua giả cho Phi Nhung may đó. Nó giả đó anh Linh cho đó. À, tức là cái bộ đó là bộ Linh tặng hả chị? Dạ, dạ, bảo giờ anh Bốn tặng cho đó. Mà lúc đó chị có thích không? Chắc không thích mà mặc đại đúng không? Đâu có đâu. Thích chứ. Con thấy đẹp không? Đẹp mà. Đẹp chứ. Đẹp mà. Bộ đồ thì đẹp. Còn mặc thì sao? Hả? Mặc thì sao? Mặc thì quá đẹp. À dạ, vậy được rồi. Không rồi. À, hồi đó tới bây giờ, à, bây giờ có đẹp không mấy em? Dạ, khán giả ở đây được cái xã giao lắm chị. Nhưng mà cái bài đó là cái bài đầu tiên chị đi hát hay sao? Mà cái bài đầu tiên Nhung hát trên video thì là bài Bông Điên Điển. Bông Điên Điển. Ừ. Bông Điên Điển. Dạ. Còn cái bài Hoàng Hôn Màu Tím là Hoàng Hôn Màu Tím thì là năm sau, giống như cách một năm. Cách một năm. Ừ. Cái nội dung bài hát của Hoàng Hôn Màu Tím là nói về gì chị? Nói về một người con trai, nói về một người, cái này là nói về tình yêu. Con trai ham tiền, ham tiền, ham người đẹp mới nên mới bỏ cái ham phú phụ bần đó, ham phú phụ bần anh phụ tình em á, là tại vì lúc đó Nhung cũng chia tay với bạn trai nên nên Nhung hát con bỏ thừa ra cho khi cảm xúc mình đang như thế nào mình trình bày một cái nhạc phẩm mà ngay cảm xúc mình là thành công. Đúng rồi, đúng không? Tức là lúc đó là đang bị bỏ hả? Đang bị bỏ, buồn, rất là buồn. Mà khi chị nghe cái bài này rồi là Phi Nhung hát mà nhập tâm mà khóc luôn. Khóc luôn tại hả? Tại vì mình đặt mình vô cái trường hợp đó. Những cái năm đầu tiên mà Phi Nhung đi hát mà hay khóc á, là Nhung lấy cái tâm trạng của mình ra là Nhung đều bị những cái gì mà Nhung khóc là trong cuộc đời của Nhung bị xảy ra hết. Yeah. Tức là đi xa rồi nhớ nhà rồi nhớ gia đình. Nhớ nhà, nhớ gia đình rồi bị tình yêu. Nói chung là đủ thứ cho cuộc đời của Phi Nhung. Đừng nói nếu mà viết ra một cái cuốn phim thì rất là dài. Yeah. Nên thôi bỏ đi đừng có nhắc nữa. Nhưng mà sau cái lần đó thì chị cũng ngộ ra là việc gì phải khóc cho những chuyện đó đúng không chị? Đúng rồi. Đúng rồi, mình còn nhiều chuyện này phải lo. Đúng chứ rồi. Cỡ như sắc đẹp và vóc dáng và tên tôi của chị hiện tại thì cỡ Chí Tài là còn phia. Đúng không hả chị? À, là nãy giờ là mình vui vẻ, mình thoải mái rồi. Giờ bắt đầu căng thẳng nè. Chuẩn bị vào bên trong. Nếu hát không giống mình, cuộc chơi sẽ dừng lại và chị sẽ bị loại ở vòng thi đấu đầu tiên. Vô trỏng đi, không chừng gặp lại cái bạn trai mà bỏ đầu tiên đó. Em đứng bên dòng sông
hẹn chung lối, chỉ còn mình em mênh mông nỗi nhớ. Trên bến sông buồn nhớ thương anh tim cả hoàng hôn. Chúng ta đã lắng nghe tất cả. Và bây giờ là thời gian để tất cả quý vị giám khảo bầu chọn. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, thời gian bầu chọn dành cho các vị giám khảo đã kết thúc. Xin hỏi Phú Quý, bạn đã bầu chọn cho giọng ca của thí sinh trong Ô Cửa nào hát không giống Phi Nhung nhất? Thưa quý thì quý nghe và cảm nhận quý bầu chọn số 4. Người ơi nhớ câu thề xưa. Vâng, cảm ơn bạn. Ngân, con nghĩ mẹ con đang ở đâu? Dạ, mẹ con á. Mẹ dạ, con nghĩ, đang ở đâu? Con nghĩ mẹ con đang ở ô số 3. Ô số 3. Nhung, Nhung con nghĩ Nhung mẹ đang ở đâu? Dạ, con nghĩ mẹ của con đang ở ô cửa số 3 luôn. Sai rồi con. Ở nhà với mẹ riết mà nghe giọng mẹ sai rồi. Mẹ ở ô số 1. Dạ, không có đâu, mẹ con đang ở ô cửa số 3. Anh Long, anh đã bầu chọn cho ô cửa nào có học giọng hát không giống Phi Nhung nhất? Không giống Phi Nhung nhất là ở ô số 7. Ủa, có 6 hả? Giỡn quá. Vậy lộn. Ô số 5. Dù ai sang giàu cũng không bao giờ chia cách đôi ta. À, tôi cũng chọn ô số 5. Ô số 5 giống Thoại Mỹ hơn. Cô cũng chọn ô số 5. Ô số 5 giống. Không giống, cảm ơn cô. Anh Đức. Tôi cũng hơi lung lay đấy. Thì vào bài thì cái giọng đầu tiên nó ấn tượng cho tôi vì tôi thấy nó hoàn toàn không liên quan tí gì với những gì về tôi biết về Phi Nhung, đấy là ô số 1. Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông. Mới đầu thì tôi có nhận thấy cái giọng ở ô số 2 là có cái đoạn là ráng gồng lên để giống Phi Nhung. Nhưng mà khi mà nghe tới số 3, số 4 và tôi dừng lại ở số 5 là tôi cảm giác là không giống nhất. Không giống nhất là tôi bầu chọn là số 5. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi có bao nhiêu lượt bầu chọn dành cho mỗi ô cửa. Và bắt đầu sẽ là ô cửa số 1. Xin mời. Sẽ có tất cả là bao nhiêu bầu chọn dành cho ô cửa số 1. Và tiếp tục là ô cửa số 2. Và ô cửa số 3. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta ở đây tất cả đều biết ô cửa nào có thí sinh phải dừng lại. Tuy nhiên tất cả thí sinh trong ô cửa thì chưa hề biết gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ô cửa có nhiều lượt bình chọn nhất để xem người đó có phải là Phi Nhung hay không. Xin mời. Nếu đây là Phi Nhung
Có nghĩa là Phi Nhung sẽ phải dừng lại ở vòng thi đấu đầu tiên. Hy vọng sẽ không phải là Phi Nhung. Và bây giờ ba. À. Và bây giờ xin mời mở ô cửa có nhiều lượt bình chọn nhất. Nếu như bước ra từ ô cửa này là Phi Nhung, mọi chuyện sẽ kết thúc. Xin mời anh. Hy vọng không phải là Phi Nhung. Xin mời. Hy vọng không phải là Phi Nhung. Xin mời. Hy vọng không. Đi về hả? Bây giờ mở cửa rồi thì bước ra đi chứ nhìn cái gì nữa. Đi về hả? Đây đi về nè, đây đi về nè. Ờ. Tức là sao? Là chị còn ở lại. Về hả? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tự giới thiệu của bạn. Xin mời. Dạ, kính thưa quý vị ban giám khảo, quý vị khán giả, em tên là Hồng Phương. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Dạ, em xin kính chào. À, ngày hôm nay buồn một chuyện là bạn phải là người dừng cuộc chơi đầu tiên trong chương trình của chúng tôi. Tuy nhiên là bạn là người may mắn đầu tiên được gặp chị Phi Nhung ngay bây giờ và được ôm chị Phi Nhung một cái ngay bây giờ. Em nghe nhạc của chị Nhung lâu chưa? Dạ lâu ạ. Lâu đúng không? Dạ. Em thích cái dòng nhạc của chị hát rất là tình cảm. Em rất là thích dòng nhạc này. Và bây giờ bạn còn được một cái quyền là bạn có thể thể hiện giọng hát của bạn ngay bây giờ. Dạ, em xin hát bài Thôi Anh Hãy Về Đi. Mỗi anh trao xui hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt ly anh chớ buồn làm chi thôi. Mang chia ly rồi hai đứa gặp nhau tao sao nên nghĩa vợ chồng. Sau khi nghe giọng bạn hát thì tôi nhận định một điều là bạn hát giống ca sĩ Trường Vũ hơn. Thiệt, trong cái cuối anh Tài giống anh Trường Vũ hơn. Nhưng mà không sao, cảm ơn bạn rất nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình. Hả? Như vậy là vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc và chị vẫn còn trụ lại được một vòng. Như vậy là hay rồi. Kính thưa quý vị, như vậy là vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Ca sĩ Phi Nhung vẫn còn ở lại với chúng tôi. Và bây giờ sẽ là vòng thi đấu thứ hai. Ở vòng thi đấu thứ hai, chúng tôi sẽ bớt đi một ô cửa và vị trí của các thí sinh cũng như ca sĩ chính sẽ bị thay đổi và đó sẽ là một điều bí mật. Và ở vòng thi đấu thứ hai, họ sẽ trình bày nửa đầu ca khúc, sau đó bầu chọn và nửa sau của ca khúc sẽ xuất hiện tất cả trên sân khấu. Và bài hát được chọn cho vòng thi đấu thứ hai đó chính là bài hát mang tên Bông Điên Điển. Đây là bài hát mà đánh dấu tên tuổi của chị lần đầu tiên bước vô nghệ thuật đúng không bước chị? Bước vô nghệ thuật. Là bài Bông Điên Điển. Đúng rồi. Nhưng mà trong cái video clip này thì không thấy Bông Điên Điển. Mà thật sự ra thì
hỏi bông điên điển thì Phi Nhung cũng lúc đó cũng không biết cái bông điên điển là cái bông gì, nên thật sự không biết, nên Charlie cũng không biết, không ai biết bông điên điển, nên lấy cái bông bụp làm bông điên điển. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một kịch bản được trình diễn bởi ca sĩ Phi Nhung và danh hài Chí Tài. Ủa cái gì vậy? Kính thưa quý vị vừa nghe bài hát Bông Điên Điển nói về một người phụ nữ đi lấy chồng xa, rồi vì cách trở địa lý thì không về được. Đây, Phi Nhung sẽ là một người con gái đi qua nước ngoài lấy chồng, lấy phải một thằng chồng khốn nạn. Và nó chỉ gọi là... Nói... Không, em nói về nhân vật. Tức là lấy một con nhỏ này về chỉ gì? Để là giữ nhà làm ô xin thôi, chứ không phải vì tình yêu. Lấy cho có, rồi sau này đối xử một cách tàn nhẫn. Cô này khóc hằng ngày, hằng đêm nhớ về quê hương và gia đình. Bà đâu? Em đây à. Tại sao? Tại sao tôi về giờ này mà bà chưa lo cơm nước cho tôi? Tại anh về khuya quá, em ngủ. Tôi giỡn với cô hả? Dạ không có. Tôi biết rồi, tôi tốn biết bao nhiêu tiền để đưa cô qua đây. Cô mua gì tôi cũng chịu. Có chuyện cơm nước ngày ba bữa mà cô không làm xong. Cô biết tôi đi ra ngoài, tôi làm việc cực khổ, đem tiền về lo cho cô. Cô cười hả? Không có, em khóc. Tại vì em nấu ăn hoài nhưng mà anh đâu có ăn đâu. Anh ở ngoài đường anh ăn hamburger rồi không, anh nấu chịu ăn cơm nhà đâu. Anh giờ anh chịu. Đồ dở quá. Biết tôi thích món gì không? Cô biết tôi thích cái gì không? Hả? Dở mà không biết chồng thích gì à? Anh đừng có giữ. Giữ cái gì? Em sợ. Cô chạy đâu? Ở đây không có chạy đâu được, thoát khỏi bàn tay của tôi. Hả? Sao? Biết gì hả? Cái gì? Tại sao tôi nói cô đứng yên vậy? Lúc nào cũng vậy. Cô không biết hả? Dạ đâu á. Sao anh đánh em? Người ta nói ở Mỹ con trai không có được đánh phụ nữ nha. Em gọi 911. 911 kêu đi. Không ai biết đâu. Tôi ngày chỉ biết khóc. Khóc khóc. Không chịu thì đừng có lấy tôi. Tại anh về anh cưới em chứ em đâu có muốn lấy anh. Cười hả? Cô giỡn mặt với tôi hả? Giỡn. Cô mạng. Cô tưởng tôi muốn lấy cô sao? Tại vì ba má tôi ép tôi. Thấy chưa? Cười con khỉ. Cứu mạng. Cứu mạng. Trời ơi. Tại sao? Tôi tránh đi ra. Cái gì vậy? Nè, ông kia em làm vậy? Em lại đại danh. Không có gì sợ hết. Mày lại. Ông đánh đâu luôn. Vô vậy. Cái gì vậy? Nè, đây tôi nói cho ông biết, ông là ai? Ông là ai? Ông là chồng của đây hả? Đúng. Xin lỗi, hãy coi những hình ảnh này đi. Cách đây 2 ngày tôi yêu ấy đây, thấy chưa? Bị cấm chừng rồi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Bị cấm chừng rồi, hiểu chưa? Đó, giải quyết đi. Đi sao? Đi sao? Dạ. Tôi chê tôi già. Nói tình với thằng đó hả? Khốn nạn. Dạ, đâu mà. Mà. Đâu quá trời ơi. Cái gì? Ông tại trời. Gì? Hả? Cứu mạng. Tôi ghét con. Đó. Vỗ tay quý vị ơi, vỗ tay. Giang à. Sau khi số chương trình này phát sóng mà cái kịch này được lên sóng thì con gái không bao giờ dám đi nước ngoài lấy chồng hết. Đúng rồi. Quánh không mà chứ không quánh không mà trời, anh cho anh áp tâm lý em. Kính thưa quý vị, chúng ta cảm ơn phần xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ Chí Tài. Và sau phần vừa rồi thì chúng ta khẳng định là Chí Tài là một nghệ sĩ hài bất chấp. Kêu diễn, kêu hung là nhào vô hung. Không cần biết cái cô đó có thích hay không thích nữa. Người ta có sợ người ta gì vậy mà. Em bỏ cái micro xuống đi.
Chị mà mấy ông hung thiệt luôn, tại vì ông đóng nhập tâm lắm. Nhập tâm lắm chị. Ghê thiệt. Và bây giờ chúng ta sẽ mời chị Phi Nhung vào bên trong. Quý vị hãy nhớ, ở vòng này vẫn bầu chọn cho người hát không giống ca sĩ Phi Nhung nhất. Bắt đầu. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát giọng hò trên môi. Miền Tây săn sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Với màu điên điên say mê, vàng trong ánh mắt vô về gót chân, cho thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điên điên nở cho lòng vững. Tình thương em khó mà lường, chồng gần không lấy em lấy chồng xa. Giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông tha đi về nhà thăm. Xa xăm nơi chốn bừng biển, ăn bông mà điên điên, nghiêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho các vị giám khảo bầu chọn. Xin mời. Thời gian bầu chọn dành cho các vị giám khảo của chúng ta đã kết thúc. Xin hỏi anh Kim Tử Long, anh đã chọn ô cửa nào hát không giống chị Phi Nhung nhất? Không giống nhất cũng vẫn là ô số 5. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông tha. Theo anh thì chị Nhung đang ở đâu? Theo anh đó thì giữa số 2 và số 3. Thì số 2 nghe cái chất giọng thì cũng rất là giống Phi Nhung. Rất giống, đúng rồi. Nhưng mà theo anh thì là Phi Nhung vẫn còn đứng ở cổng số 3. Theo anh Đức thì anh đã chọn ô cửa nào hát không giống chị Phi Nhung nhiều nhất? Tại vì cái cô ở cái ô số 5 á, cô ấy hát điệu quá mức so với những gì mà Phi Nhung của tôi đã từng điệu. Cho nên tôi bấm số 5, thế thôi. Vâng, theo anh Việt. Tôi nghĩ rằng cái dòng này á, Phi Nhung cũng đã rút kinh nghiệm và biết luật chơi á. Đôi khi cô ấy cũng giả đò điệu để đánh lạc hướng. Đúng. Biết đâu là số 5 là Phi Nhung thiệt á, không phải giỡn đâu. Đã có ý kiến khác biệt trong các vị giám khảo của chúng ta. Anh Linh đã bầu chọn cho ô nào hát không giống chị Nhung? Tôi lại chọn số 4. Cho thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điên điên nở cho lòng vững vương. Cô Mỹ, cô nghĩ là Phi Nhung đang ở đâu? Cô nghĩ Phi Nhung ở số 2. Phú Quý đã bầu chọn cho ô nào hát không giống Phi Nhung? Quý thì quý chọn ô số 5. Bây giờ chúng ta sẽ gặp các thí sinh và ca sĩ Phi Nhung ngay trên sân khấu của chương trình Ca sĩ Gió Mặt. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát giọng trên môi. Miền Tây săn sắc mây trời, phù sa nước nổi. Miền Tây săn sắc mây trời, phù sa nước nổi. Người ơi đừng về. Tình nghĩa vợ chồng nên bông điên điên nở cho lòng vững vương. Tình thương em khó mà lường,
khó mà về. Họ ơi ơi họ, chồng xa em khó mà về. Họ ơi ơi họ, chồng xa em khó mà về. Họ ơi ơi họ, chồng xa em khó mà về. Vâng, chúng ta đã được gặp tất cả các thí sinh cũng như ca sĩ chính. Và sau đây là ca sĩ Phi Nhung của anh Kim Tử Long. Yeah. Đây, xin mời anh. Đây, Phi Nhung của lòng anh đây. Anh hồi nãy anh có nói là tôi đã từng hôn Phi Nhung nên tôi biết, đúng không? Trời ơi, ở đâu mà ra một cái giọng mà một cái người mà được rửa mà ca cái giọng nữ hay dữ vậy trời. Phi Nhung của lòng anh đó. Em ái mộ Phi Nhung rồi, em cát giống là từ nhỏ giờ em có cái hơi giống Phi Nhung vậy? Dạ, em bẩm sinh là như vậy. Có nghĩa là em từ nhỏ là em đã có cái chất giọng bẩm sinh đó rồi. Rồi em lớn lên rồi em nghe Phi Nhung ca rồi em ca theo. Vậy là em là cỡ như Khánh Bình vậy đó không? Em ca hai giọng được không? Giọng dạ. Nam giọng nữ được không? Dạ, em hát được 20 giọng hát của 20 nghệ sĩ khác nhau. Nhưng mà chắc chắn rằng em không bao giờ em ca giống cái giọng của anh đúng không? Hả anh ơi, giống Phi Nhung là anh thua rồi. Hả? Giống Phi Nhung là anh thua rồi. Tại vì em nói là em ca được 20 giọng trở lên đúng không? Nhưng mà là không có giọng anh đúng không? Có. Có luôn hả? Rồi, mời lên đây, mời lên. Mời lên. Đây. Em làm thử cho anh nghe thử coi có giống giọng giờ, anh. Bây giờ nếu muốn thử giống hay không thì anh hai phải hát trước một câu. Rồi em hát lại coi thử giống hay không nhé. Phải không? Trời ơi bãi sắc ở giữa chiến trường Thọ Tiên, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Làm được không? Trời ơi bãi xa cơ giữa chiến trường Thọ Tiên, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Giống không giám khảo? Mém. Anh phải nói là anh rất là ngạc nhiên khi mà em ở ngoài này, anh lại là cái người đoán cái số 3 là vị trí của Phi Nhung. Mà em ca vừa rồi là anh nghe rất rất là giống. Phải nói là em ca quá giống Phi Nhung. Cảm ơn. Anh hy vọng rằng là bắt đầu vào những vòng sau nữa, để làm sao mà tất cả khán giả phải nghĩa là không thể nào đoán ra được em hay là Phi Nhung, vì em có một chất giọng rất là lạ. Và nãy là anh Trường Giang anh nói rằng anh hôn Phi Nhung anh mới biết được là giọng của Phi Nhung. Bây giờ anh hôn em cái cho em biết được. Xin cảm ơn. Một cái chất giọng quá đặc biệt. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta chờ đợi kết quả xem ô cửa nào sẽ có bình chọn cao nhất cho việc hát không giống Phi Nhung nhất. Ai cũng có thể là người được bầu chọn cao nhất, thậm chí kể cả ca sĩ chính là Phi Nhung. Ai sẽ là người dừng lại ở vòng thi đấu thứ hai với ca khúc Bông Điện Điện? Chúng ta hãy chờ xem. Ô cửa được bầu chọn thấp nhất chỉ có 5 lượt bầu chọn, không phải dành cho Phi Nhung. 5 lượt bầu chọn dành cho ô cửa số 1. Điều đó đồng nghĩa là thí sinh trong ô cửa số 1 sẽ là người ở lại và tiếp tục thi đấu ở vòng thi đấu tiếp theo. Có 17 lượt bầu chọn dành cho ca sĩ Phi Nhung của Kim Tử Long. Đó chính là ô cửa số 3. Có 11 bầu chọn
dành cho ô cửa số 4. Còn là hai ô cửa là ô cửa của ca sĩ Phi Nhung và ô cửa của thí sinh số 5. Có 54 lượt bình chọn dành cho ô cửa của thí sinh số 5. Và 13 lượt bầu chọn dành cho Phi Nhung. Bạn là thí sinh được bầu chọn nhiều nhất ở vòng thi đấu này. Xin mời bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên Xuân Hồng. Em đến từ Bến Tre ạ. Bến Tre hả? Dạ, em nghề nghiệp em là thợ may ạ. Thợ may hả? Dạ. Chúng ta cảm ơn ba thí sinh còn lại. Mời ba bạn bước vào bên trong để chuẩn bị phần thi đấu tiếp theo. Chắc là... Đó. Đó. Trời ơi. Anh chỉ tài không thích điều này. Sao vậy? Khóc. Khóc hả? Không gì đâu. Quay qua đây. Quay qua đây. Đừng khóc. Tại sao bạn khóc? Bạn... Em gặp được chị Phi Nhung em mừng lắm ạ. Sao lần vậy? Lần đầu tiên em đứng trên sân khấu này, em được ôm chị ạ. Và em được gặp anh Hoài Linh và anh Chí Tài và anh Trường Giang, em yêu thích ạ. Nãy ôm Phi Nhung rồi đó. Mình dạng đi. Ôm đi. Bạn đã hát nhạc chị Nhung, nghe nhạc chị Nhung từ nhỏ hả? Dạ, em nghe hồi từ em còn bé hả. Nếu như cái vòng thi đấu thứ hai vừa rồi mà không phải là bài Bông Điên Điển, một bài nào khác của chị Nhung, thì bạn có tự tin là bạn hát giống hơn không? Dạ, em cũng không biết nữa. Em thường hát bài hát nào của chị nhiều nhất bình thường? Em thường hát cái bài bài năm 17 tuổi á chị. Vậy là bây giờ bạn có thể trình diễn một bài nào đó bất kỳ. Dạ, vậy em xin hát bài bài Chờ Người đi. Chờ Người, hay quá, vỗ tay. Chờ Người đi. Đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng ta tạm thời chia tay và gặp lại bạn trong phần cuối của chương trình. Kính thưa quý vị thân mến, vòng thi đấu thứ hai đã kết thúc. Ca sĩ Phi Nhung hiện tại vẫn rất vững vàng trụ lại với chương trình, và nãy giờ chúng ta thi cũng rất căng thẳng. Công bố kết quả cũng căng thẳng, thấy không? Bây giờ phải có một tiết mục gì đó. Vậy Phi Nhung
Mời hai con gái. Hai con gái. Một em là Tuyết Nhung, còn một em là Thiên Ngân. Thiên Ngân. Lên đây hát một bài, đó là bài hát Rồi 20 năm sau. Rồi, mời con. Đây. Con ơi, đây là giấc ngủ ban đầu. Mẹ ngồi ru con, bên ngoài gió thổi năm non. 20 tuổi đầu mẹ sinh ra con. Xem tương lai trong vòng thi đấu thứ ba này tình hình của chị Phi Nhung như thế nào. Và bài hát được chọn cho vòng thi đấu thứ ba này là ca khúc Trách Ai Vô Tình. Bạn tình ơi, quý vị thân mến, ca khúc Trách Ai Vô Tình là một trong những ca khúc mà chị Phi Nhung đi đâu cũng được rất nhiều người yêu cầu hát. Vì sao? Tại vì cái bài này được bài hát yêu thích chọn trong vòng hai kỳ liên tiếp luôn. À, là được bài hát yêu thích của một chương trình bài hát yêu thích. Dạ, chương trình bài hát yêu thích. Đọc giải hai kỳ liên tiếp. Và người ta biết rất là nhiều và đi đâu người ta cũng yêu cầu hát. Đúng rồi. Và kính thưa quý vị, luật chơi ở vòng thi đấu thứ ba như sau. Giống như luật chơi ở vòng thi đấu thứ hai, nửa bài đầu họ hát, sau đó chúng ta bầu chọn, nửa bài sau họ cùng xuất hiện trên sân khấu với nhau. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng, mời Phi Nhung vào bên trong. Ơi, dấu gì cũng xa nhau rồi.
bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi. Ai đã quên ta mà cứ sao ta còn thương. Trách ai muốn tình bao ngày chạy theo duyên mới. Lỡ yêu thương người nên nhờ gian nhờ đời ta. Bây giờ sẽ là thời gian bầu chọn dành cho các vị giám khảo. Xin mời. Thời gian bầu chọn dành cho các vị giám khảo đã kết thúc. Bây giờ xin hỏi Phú Quý, bạn đã bầu chọn cho ô số nào hát không giống Phi Nhung nhất? Quý chọn ô số 1. Bạn tình ơi, dấu gì cũng tha nhau rồi. Xin hỏi anh Vũ Quốc Việt, anh đã bầu chọn cho ô nào hát không giống Phi Nhung? Tôi nghĩ rằng có cái ô số 4 là không giống nhất đó. Theo anh đoán. Nhưng mà tôi vẫn bấm số 3 là tôi muốn loại Phi Nhung. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe phần sau của bài hát và chúng ta sẽ biết ca sĩ cũng như các thí sinh đang đứng ở ô số mấy. Ca sĩ Phi Nhung đoạt được rất nhiều giải thưởng và mọi người nghe rất nhiều. Chính vì vậy cái khả năng hát giống là nó cao hơn những bài khác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ô cửa.
có tất cả là 5 lượt bình chọn. Và dĩ nhiên với 5 lượt bình chọn thì người đứng sau ô cửa này sẽ là người tiếp tục thi đấu vòng thi đấu thứ 4. 5 lượt bình chọn thuộc về ô cửa số 2. Sau đây là 4 lượt bình chọn. Bốn lượt bình chọn là số lượt bình chọn thấp nhất cho việc hát không giống Phi Nhung thuộc về Phi Nhung. Và sau đây là 2 ô cửa. Một trong 2 thí sinh này sẽ có một người phải dừng cuộc chơi ở vòng thi đấu thứ 3. Một ô cửa 39 lượt bình chọn và một ô cửa 52 lượt bình chọn. Và 52 lượt bình chọn sẽ là ô cửa phải dừng cuộc chơi. 52 lượt bình chọn thuộc về ô cửa số 1. 39 lượt bình chọn thuộc về ô cửa số 4. Rồi, xin mời bạn. Cứ bạn đứng ở vị trí của bạn, xin mời. Bạn có thể tự giới thiệu về mình. Em xin chào khán giả, chào ban giám khảo và em chào anh chuyên gia, và đặc biệt là thần tượng lớn nhất đời em là chị Phi Nhung. Em đến từ Huế, em tên là Thanh Ngọc, hiện là em là công nhân của công ty cổ phần dệt may Huế. Bạn bay từ Huế vào đây để tham gia chương trình hả? Dạ. Thực ra thì đối với hoàn cảnh của em thì chắc có lẽ là cả cuộc đời này, đứng hôm nay mà được đứng trên sân khấu này chắc là không bao giờ có được. Tại vì hôm nay em đứng đây mà em ước mong rằng trong cuộc sống của em, ba của em và chồng của em, nếu như con trên cõi đời này chẳng hiểu được một lần em đứng trên sân khấu này để thể hiện những ca khúc mà cả cuộc đời em rất là mơ ước được hát, nhưng chưa một lần em được đứng trên sân khấu nhỏ. Em sinh ra một gia đình nghèo, em không được đi học. Mỗi lần em nghe nhà bên cạnh mở nhạc chị Phi Nhung là em tự lấy hai tiếng sắt và hai cục gạch để dơi cái bếp nấu cơm ra, để vừa nấu cơm cho ba mẹ vừa nghe chị Phi Nhung hát. Để khi em lập gia đình, vừa sinh em bé ra được một tháng thì chồng em bị tai nạn và qua đời. Cuộc đời em tưởng như là không còn gì nữa, nhưng em vẫn không bỏ những cái gì trong đời em. Hằng ngày em đi làm, đến về em một mình em hát, nhưng mà vì em không có đủ điều kiện để đi hát giống người khác, cho nên em lên mạng Facebook bằng cái chiếc điện thoại nhỏ của mình. Mỗi khi em buồn, em đăng lên những bài hát em hát, đó là những bài hát chị Phi Nhung. Và thời gian vừa rồi đây có chương trình ca sĩ Dấu Mặt, bạn bè tại hoàn cảnh của em và nghe em hát nên họ gửi email qua chương trình. Em không nghĩ rằng mình được lọt vào vòng này. Và bây giờ bạn hãy tạm quên tất cả và đặt hết tất cả những gì bạn mơ ước từ ngày xưa tới giờ. Cái cơ hội duy nhất cho bạn đứng ở trên sân khấu ca sĩ Dấu Mặt đã đến, và bạn phải hát bằng tất cả trái tim. Bạn sẽ chọn ca khúc nào? Dạ, Ru Lại Câu Hò. Ru Lại Câu Hò. Dạ. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bờ nước
con đò đã phải còn nhau. Liệu tranh giành lá dây trầu quấn quanh hàng cao, trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lỡ theo nước trôi. Biết người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Anh đây là sáng tác bài hát ru lại câu hò. Em hát bài hát này mà em biết ai sáng tác bài hát này không? Sáng tác của Vũ Quốc Việt ạ. Vậy hả? Vậy là nhờ chị Phi Nhung mà em biết được bài hát này và em biết được tác giả. Dạ. Xin cảm ơn em. Dạ. Em có anh thân thường của em là anh Kim Từ Long. Từ nhỏ em cũng biết hát cải lương. Mỗi lần em nghe cải lương ai đóng là em về em tập bắt chước em hát. Cho hôm nay cho em hát một đoạn cải lương bài Con Cái Của Mẹ chị Phi Nhung từng hát ạ. Một đoạn. Hai. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuối chương trình. Bây giờ còn lại nữ ca sĩ Phi Nhung và hai thí sinh sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng thi đấu thứ tư. Nhưng trước tiên chúng ta bắt đầu làm quen với họ. Xin mời bạn trai có giọng hát vô cùng đặc biệt. Dạ, em là Quỳnh Văn Toàn, đến từ Tân Châu, An Giang. Và nghề nghiệp của em là kinh doanh. Và em rất đam mê bộ môn cải lương. Nhưng vì trong gia đình không có ai mang cái nghiệp này hết, mà mẹ thì lại rất đam mê bộ môn này. Lúc mẹ còn sống thì em đi hát gần nhà là mẹ đều đi theo. Và hôm nay em được đứng trên sân khấu này, em rất muốn đem niềm vui đến cho mẹ em, nhưng mẹ em không còn nữa. Mẹ và ông ngoại lúc nào cũng muốn nhìn con và cháu mình trên tivi. Mỗi lần em về nhà, ông ngoại gặp, ông ngoại cứ nói rằng sao tao mở tivi hoài mà không thấy mày. Nhưng vì em đi hát toàn là những cái tụ điểm nhỏ lẻ không à, nên chẳng ai biết đến em. Và lúc đó em ngu lắm, không có tham gia những cái chương trình của đài truyền hình gì hết, chỉ đâm đầu đi hát và làm đĩa. Và cứ làm mãi không được gì cả. Và đến ngày mẹ em mất thì em cũng chưa được gì. Và hôm nay đến với chương trình này, em muốn thực hiện ước mơ của người mẹ quá cố, là được nhìn em một lần trên sân khấu là em vui rồi. Xin cảm ơn chương trình. Bây giờ Toàn đã được đứng ở trên sân khấu rồi, đã được đi đến vòng cuối cùng của chương trình rồi. Có khả năng bạn sẽ là người chiến thắng và được vào vòng bán kết. Bây giờ bạn sẽ thể hiện tất cả những gì bạn có ngay bây giờ cũng được. Dạ, đến với chương trình, em xin mời quý vị cùng thưởng thức ba câu vọng cổ mà em thấy là mình giả giống nhất. Đó là câu vọng cổ của cô Thanh Nga, chú Thành Được cùng cô Bạch Tuyết. Và nếu như Phúc Toàn hát giống thì Phúc Toàn rất mong quý vị bên dưới hãy cho Phúc Toàn xin những tràng pháo tay thật kêu thật dài để khích lệ thần Toàn cho thầy. Cảm ơn. Và câu vọng cổ đầu tiên, Phúc Toàn xin mời quý vị cùng thưởng thức câu vọng cổ của cô Thanh Nga, trích trong Nửa Đời Hương Phấn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lối đi ấy em chưa định được, nhưng em chỉ biết rằng em phải đi vì lòng từ trong. Dẫu em là một cô gái giang hồ. Và câu vọng cổ kế tiếp, Phú Toàn xin mời vị cùng thưởng thức câu vọng cổ của chú Thành Được, trích trong Đời Cô Lụ. Xin mời vị cùng thưởng thức. Con ơi, công đức của bà đây ví như trời cao bể rộng.
Vậy con hãy quỳ xuống đây cùng ba lại tạ công dưỡng nuôi con 19 năm trường. Và vòng cổ kế tiếp của tôi xin mời vị cùng thưởng thức câu vòng cổ của cô Bạch Tuyết Trích Trong Đời Cô Lụ. Xin mời vị cùng thưởng thức. Nhưng mình ơi cô lụ cài da là nó đã nuốt nước mắt vào tim đi rồi bến cũ măng nồng im à. Để sang sống giữa cơn lốc đảo điên nghiệt ngã tôi bơi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái còn lại, xin mời. Dạ, xin chào ban giám khảo và các bạn thí sinh và cũng như là khán giả. Thì em tên là Mỹ Huyền, em đến từ Đồng Nai và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em thì ngay từ nhỏ đã được ba cho nghe những cái dòng nhạc mang tính chất là trữ tình dân ca âm hưởng, và đặc biệt là nghe cái thời đó là nghe được giọng của chị Phi Nhung và ca sĩ Hương Lan rồi những ca sĩ khác nữa. Và cái đặc biệt là cái dòng nhạc của chị á, nó dễ sâu lắng và nó dễ đi vào lòng người, và em đã bị giống như là ảnh hưởng về cái cách luyến lấy và hát của chị, cho nên là đó cũng là lý do mà khiến sao mà em có thể hát giống chị. Bây giờ bạn sẽ trình diễn một ca khúc. Dạ, câu hò Điệu Lý Còn Đây ạ. Sa tốn tươi đàn cá lội ngoài sông đang quay đuôi lướt xuôi theo dòng vườn trái ngọt quặng sai có ai sớm hôm dung trồng rồi nắng mưa vẫn luôn tươi nụ cười cho đời màu xanh tốt tươi xin ghé lại của hai bạn vừa rồi. Bây giờ mời hai bạn bước vào bên trong để chuẩn bị cho vòng thi đấu tiếp theo.
Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta chuẩn bị bước vào vòng thi đấu thứ tư. Ở vòng thi đấu thứ tư, luật chơi sẽ thay đổi. Tất cả sẽ lắng nghe, bầu chọn. Nhưng hãy bầu chọn cho giọng hát của thí sinh nào mà quý vị giám khảo nghĩ rằng đó chính là Phi Nhung. Và ca khúc được chọn cho vòng thi đấu thứ tư là ca khúc được mang tên Năm 17 tuổi. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng, trông nhớ đục chịu phận gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tâm, ngờ đâu sớm để tan trông. Trời ghen má đỏ môi. Lúc chị hát bài này là chị bao nhiêu tuổi? Đây là, lúc đây là như là 22, 23 tuổi vậy đó. 23 tuổi hát bài năm 17 tuổi. Và thấy cũng rất là trẻ so với cái tuổi thật. Nhìn cứ như 17 tuổi thật. Bây giờ chúng ta tạm chia tay ca sĩ Phi Nhung vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi đấu thứ tư. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng, trông nhớ đụng chiều phần gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm để tang chồng. Trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lỡ chim bay nổi một chuyến sang ngang. Thủy chung gánh gầy giữa đàn, thuyền quyên trống trải vô vàng. Từng đêm suối lệ tuôn tràn, bao nhiêu bến mộng trong đời. Mà em bên đùng tình bầu chọn dành cho các vị giám khảo bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, thời gian bầu chọn dành cho các vị giám khảo đã kết thúc. Anh Hoài Linh, anh nghĩ là cái người hát không giống Phi Nhung nhất là ô số mấy? Ô số 2. Anh Kim Tử Long, anh là người đoán sai ở vòng thi đấu trước. Nhưng mà đến vòng này tôi biết chắc chắn rằng cái người mà nãy tôi đoán là Phi Nhung, nó sẽ nằm vào ô số 2. Phi Nhung ở quan ô trọng. Số 1. Quan trọng là anh có chọn hay không. Anh chọn số 1. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng, trông nhớ đụng chiều phần gái sang sông. Bây giờ chúng ta không phải đợi lâu nữa, hãy đến với nửa bài hát còn lại và tìm xem Phi Nhung đang ở đâu. Năm 17 tuổi em đi chồng, năm 17 tuổi phần gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng,
nay tôi tìm yêu mất rồi. Em về bèo bọt một kiếm đơn côi. Nợ duyên gánh gáy ngang trời, tuổi xuân bước lẻ trong đời, thời còn gái cũng qua rồi. Nợ duyên gánh gáy ngang trời, tuổi xuân bước lẻ trong đời, thời còn gái cũng qua ca sĩ Phi Nhung và hai thí sinh còn lại đã xuất hiện. Tìm xem bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ô cửa và ai sẽ là người chiến thắng. Nếu như chiến thắng ở vòng thi đấu thứ tư này, thí sinh sẽ nhận được số tiền thưởng chính là số lượt bình chọn nhân với 1 triệu đồng. Còn nếu như chiến thắng và vượt qua được Phi Nhung ở lượt bình chọn thì tổng số lượt bình chọn sẽ nhân với 2 triệu đồng ra giá trị tiền thưởng và dĩ nhiên bước vào vòng bán kết. Chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ô cửa ngay sau đây. Kính thưa quý vị thân mến, sau phần trình diễn vừa rồi thì rất rõ ràng và rất nhiều lượt bình chọn, không cần bàn cãi nữa, rất nhiều giám khảo đã bầu chọn và có tất cả là 75 lượt bình chọn dành cho Phi Nhung. Họ đã tìm ra Phi Nhung ở ô cửa số 1 và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là để xem trong hai bạn ai là người chiến thắng và bước vào vòng bán kết của chương trình Ca sĩ giấu mặt. Sốt. Và thí sinh sau đây sẽ nhận được 18 triệu đồng. Có nghĩa là bạn được 18 lượt bầu chọn. Và 18 lượt bầu chọn đã thuộc về thí sinh đứng sau ô cửa số 3. Chúc mừng. Bây giờ bạn sẽ chia sẻ vài điều với quý vị khán giả. Bạn cảm thấy như thế nào khi nhận được giải thưởng này và đặc biệt là cái cơ hội đến với chương trình và được đứng trên sân khấu chung với chị Phi Nhung? Giờ em hồi hộp quá, em không biết nói gì luôn. Nhưng mà thật sự là em rất là hạnh phúc được tham gia cái chương trình này. Là thần tượng lớn nhất của em là chị. Chị Phi Nhung đã giống như là ảnh hưởng đến cuộc đời của em. Em rất yêu mến giọng hát của chị và tính cách cũng như là cái tính mà mộc mạc, giản dị và tình cảm. Vậy em thêm một cái yếu tố là mít ước giống chị. Kính thưa quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại các thí sinh ca sĩ Phi Nhung qua bài hát Tát Nước Đầu Đình. Là em để chứ làm tin, còn em làm tin trong nhà. Ơi hỡi sáng ơi cái tình rằng, ơi hỡi sáng ơi, ơi hỡi sáng ơi cái tình rằng, ơi hỡi sáng ơi. Áo ơi sức chỉ chứa đường tà, chứ biết rằng sức chỉ đường tà. Ngờ anh chưa có chứa mẹ già,
già chưa khâu, mẹ già chưa khâu. Em được thời cho anh xin, hay là em để chứ làm tin, làm tin trong nhà. Ơi ngỡ chàng ơi cái tình rằng, ơi ngỡ chàng ơi, ơi ngỡ chàng ơi cái tình rằng, ơi ngỡ chàng ơi. Áo ơi sức chỉ chứ đường tà, chứ biết rằng sức chỉ đường tà. Vợ anh chưa có chứ mẹ già, mẹ già chưa khâu, mẹ già chưa khâu. Chào quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do nhãn hàng điện thoại thông minh Oppo Smartphone tài trợ đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào tạm biệt. Ta hãy nói về cuộc đời, rồi hãy nói về cuộc tình, và hãy nói về một người, người con gái đang chìm trong nỗi nhớ. Bóng người xa rồi vẫn còn đây ngồi khóc làm gì để ướt làn mi, mà có được chi tình đến rồi đi chẳng có mấy khi ngang đây. Cái thời này người ta gọi là cái thời xỉu Sửu Nhi. Sửu Nhi đây, rồi. Khói ca. Làm sao? Khói ca là trai đẹp đó, Sửu Nhi là gái xấu. Dạ phải không anh Linh? Anh không biết nữa, mà nó hay gọi anh là sói ca lắm. Có những mối buồn, có những nỗi buồn, có những tháng ngày yêu nhau mê say. Theo anh thì anh thích khẳng định hơn. Đàn ông là phải khẳng định, dù anh có sai thì anh vẫn đã chứng tỏ được anh là đàn ông rồi. Em ruột mà còn nhận không ra thì bình thường thì đâu nhận ra. Nghe những tâm tư của các nghệ sĩ trong chủ đề Ước mơ khát vọng. Mình sẽ hy vọng mọi người yêu thương lẫn nhau, khát khao có được một đứa con nó mãnh liệt như thế nào. Ước mơ của anh là muốn qua mùa đông. Ừ, dẹp cái trò cua gái rẻ tiền rồi đi nha. Cố gắng giành giám khảo siêu nóng. Nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Trấn Thanh, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, hoa hậu Lan Khuê. Đây mới là người mà tôi cảm thấy đẹp nhất. Đón xem Cười Xuyên Việt đêm 10 phát sóng lúc 21:05 ngày 7 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại lúc 11:40 hôm sau ngày 8 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. And now, Miss Hoa Hậu Hoàng Vũ, cô